chạy từ từ ngã bây giờ. Chạy chậm chậm thôi. Hello. Đấy, cô ra ra bảo anh hứa cho đi một vòng ngược lại nào. Rồi, lên xe đi chậm chậm thôi. Anh Hiếu đi đằng sau giữ có gì đỡ yên xe cho em. Đi từ từ thôi anh em Hiền, đi từ từ thôi, em đi nhanh. Rồi em đi ngược lại nào. Rồi đi ngược lại đi. Đi lên xe đi chậm chậm thôi. Anh Hiếu để cho em tự quay xe ra. Anh để cho em tự quay xe, em tự đạp xem nào. Quay xe lại chưa, không vòng được, đi thẳng thôi. Em tập đi thẳng thôi, con quay xe đây cho em tập đi thẳng thôi. Thôi để cho em Hiền, để nguyên cho em Hiền tự đi. Không, con không ai giữ cho con Hiền xe à? Không phải giữ. Con đi ngược rồi. Anh Hiếu giữ cho em sang bên này. Giữ xe cho em đi sang này. Hiền. Thôi ra giữ xe cho em sang bên này. Nhanh đi. Không. Nhanh. Không. Đi ra giữ cho em. Không. Làm dã bây giờ. Không, chú ra giữ đi. Nhanh đi. Đến lượt chú trước. Không. Trong video này. Để nguyên là chú cho Hiền giữ cho. Thôi con giữ cho em. Lên. Từ từ thôi. Con chạy sau em ngã rồi nhanh. Xin lại, xin lại. Quay đầu xe. Tốt, tốt, tốt. Lên. Bắt đầu tập lên xe, không cần giữ đi. Còn lên bên kia, dạo em phải lên bên kia. Lên bên kia Hiền ơi. Chạy ra bỏ em nhanh em. Quay xe con. Anh Dũng đỡ, anh Hiếu đỡ cho em đi.